nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ngày 23 tháng 7, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại thị trấn Ngọc Lặc, cùng đi có đại diện Phòng Lao động Thương binh xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo thị trấn Ngọc Lặc tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mai, cao thượng thị trấn Ngọc Lặc, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới mẹ, đồng thời hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của gia đình mẹ Mai. Đồng chí mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe, động viên các thành viên trong gia đình tích cực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cũng nhân dịp này, đồng chí đề nghị các ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách còn khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội tại địa phương